Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chương trình đầu tư cho phát triển nông nghiệp, đến nay Lào Cai đã thực hiện được gần 30 chuỗi nông sản an toàn. Đây là điều kiện để người nông dân nâng cao thu nhập và làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Nội dung này cũng sẽ có trong phần sau của chương trình. Còn trước tiên, như thường lệ sẽ là những thông tin về quản lý nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Ban vận động Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. Mục tiêu lớn nhất mà đại hội kỳ vọng sẽ đạt được trong những năm tới đây là đẩy mạnh hoạt động quảng bá giới thiệu các loại hàng hóa nông sản có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm thúc đẩy thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Lào Cai hiện có 66 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Qua hoạt động của ban vận động, đến nay đã có 56 cơ sở, tổ chức cá nhân nộp đơn tham gia tổ chức hội. Hội viên tham gia hội nông sản an toàn là thành viên nòng cốt trong các chuỗi liên kết để hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các quy định của nhà nước về sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, tự giám sát các sản phẩm do cơ sở mình sản xuất. Đồng thời phối hợp giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong các công đoạn của quá trình liên kết. Các hoạt động này hướng đến mục tiêu lớn nhất, đó là sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải là sản phẩm an toàn. Đây là cơ sở để nông sản Lào Cai có mặt ở thị trường các tỉnh trong nước và tham gia xuất khẩu trong thời gian tới. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bát Sát vừa tổ chức khai trương điểm cung cấp và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng tới người tiêu dùng. Điểm cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn huyện Bát Sát được đặt tại tổ dân phố số 5 thị trấn Bát Sát, nơi có đông dân cư, giao thông thuận lợi, thuận tiện cho việc giao thương kết nối thị trường. Trong thời gian tới, điểm cung cấp sản phẩm nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và số lượng, đa dạng các mặt hàng nhằm mang đến cho thị trường nhiều mặt hàng thực phẩm an toàn. Điểm cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn đi vào hoạt động sẽ góp phần quảng bá giới thiệu đến khách hàng trong và ngoài tỉnh những sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Bát Sát, cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm theo hướng hàng hóa gắn với phát triển du lịch của huyện Bát Sát. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai và các lực lượng liên ngành kiểm tra phát hiện lô hàng thực phẩm là thịt vịt đông lạnh không rõ xuất xứ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ đang tập kết và chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Theo đó, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2018, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội Quản lý Thị trường số 7 cơ động, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai và Tổ Kiểm soát Hải quan Lào Cai tổ chức kiểm tra lô hàng đang tập kết tại khu vực Tổ 18, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng này bao gồm 700 kg thịt vịt đông lạnh, không có hóa đơn chứng từ, không có giấy tờ kiểm dịch. Toàn bộ lô hàng này trị giá gần 40 triệu đồng. Chủ lô hàng nói trên là Nguyễn Song Anh, sinh năm 1987, trú tại tổ 43, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 14 triệu đồng đối với chủ lô hàng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nông nghiệp Lào Cai được ghi nhận là có những chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là sự chuyển biến về chất lượng trong sản xuất nông nghiệp. Minh chứng rõ nét là ngày càng có nhiều chuỗi nông sản an toàn, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Với những quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp, người nông dân Lào Cai đang được thụ hưởng nhiều thành quả từ những chương trình, dự án đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Quan trọng hơn, đó là thông qua các chương trình, dự án đã tạo ra những thay đổi căn bản trong tư duy sản xuất nông nghiệp, là tiền đề đặc biệt quan trọng để có được những vùng sản xuất hàng hóa lớn, mang lại thu nhập cao. Susu Sapa, một trong nhiều nông sản của Lào Cai đã có mặt ở những thị trường lớn, đi vào hệ thống siêu thị trong cả nước. Cách đây nhiều năm, người nông dân Sapa đã trồng susu nhưng ở quy mô nhỏ, phân tán và không có sự liên kết giữa các doanh nghiệp và nông dân. Khi được tư vấn hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, nghề trồng susu ở địa phương này đã có bước phát triển vượt bậc về chất. Hợp tác xã Hoa Đào được thành lập với nòng cốt là những hộ dân trồng susu tại địa phương. Từ khi có hợp tác xã, bà con được hướng dẫn quy trình chăm sóc susu đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, được hỗ trợ về thị trường tiêu thụ sản phẩm, đưa quả và ngọn susu của Sapa đến hệ thống các siêu thị, các chợ đầu mối nông sản lớn ở cả trong và ngoài tỉnh. Hợp tác xã liên kết đặt hàng với nông dân trồng susu trong vùng quy hoạch.
đồng thời giám sát về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch theo hướng an toàn. Đầu vụ năm nay, quả su su Sapa bán được với giá tới 15.000 đồng mỗi kg. Khi vào chính vụ, giá bán khoảng 5.000 đồng. Với mức giá này, thành viên Hợp tác xã Hoa Đào có thu nhập lên đến 250-300 triệu đồng mỗi hecta trồng su su. Chúng tôi thì trước hết thì cũng phải áp dụng khoa học kỹ thuật, rồi là cải tiến cho bà con xã viên, duy trì làm sao được cái sản phẩm của chúng tôi ngon, sạch, đẹp. Chăm sóc su su thì chúng tôi có những quản lý riêng. Đối với lại 100 ha này thì có nhiều quản lý và kỹ thuật, giám sát và theo dõi hàng ngày, ghi chép đầy đủ. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp được thực hiện đã tạo nên những thay đổi căn bản về chất trong nông nghiệp địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi. Mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh được triển khai ở nhiều địa phương đã giúp gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp. Điển hình là tại huyện Bảo Thắng, với giá trị thu lại từ chăn nuôi chiếm tới một nửa toàn tỉnh. Chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại được hình thành đã giúp ổn định thị trường thực phẩm trong tỉnh và là điều kiện để xuất đi nhiều địa phương khác trong cả nước. Tôi đã khá thành công trong cái tổ chức chăn nuôi theo cái chuỗi, tức là tổ chức từ con lợn giống bố mẹ, từ con giống ông bà đẻ ra giống bố mẹ, chúng tôi gây giống bố mẹ xong chúng tôi tổ chức chăn nuôi lợn thương phẩm và chúng tôi đến bây giờ xong chúng tôi tiếp cận đến cái người tiêu dùng cuối cùng. Thì bây giờ chúng tôi tổng lợn nái của chúng tôi bây giờ có trên 500 con và lợn thịt chúng tôi khoảng gần 5.000 con to nhỏ, thì chúng tôi ngày nào cũng có lợn để cung cấp đưa ra khách sạn, nhà hàng cũng như là hệ thống cáp treo, thủy điện. Đây là những nông sản an toàn mang tính đặc trưng riêng có của Lào Cai, vừa được trưng bày bên lề hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đó chính là thành quả của 10 năm kiên trì tuyên truyền vận động để nông dân thay đổi tư duy sản xuất, đột phá về nếp nghĩ cách làm. Không còn làm ăn quy mô nhỏ lẻ, manh mún, mà thay vào đó là quy hoạch vùng sản xuất, phát triển nông nghiệp ở quy mô lớn, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Đây chính là điều kiện cơ bản để nông sản Lào Cai có mặt ở nhiều thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Cách làm của tôi thì phương hướng tới đây là toàn bộ cái vùng chuối hoặc dứa của Vạn Hòa. Tôi sẽ làm theo đúng cái này như là công thức của VietGap và này như là ý thức của tôi. Và tôi sẽ bao tiêu sản phẩm với mức độ là làm theo đúng cái quy trình VietGap. Trước hết tôi phục vụ cho bà con và chính mình, gia đình mình được này như hưởng những quả chuối sạch, xong bắt đầu dần dần lan truyền ra lúc bây giờ rồi. Tôi với làm dần, tôi sẽ liên kết với bà con nào có này như là những người dân và các bà con có 5-3 hecta, 10 hecta thì lúc bây giờ tôi sẽ là như vậy là làm việc cụ thể với người dân là như vậy, tôi bao tiêu sản phẩm nào, người trồng ra nào và tôi sẽ cung cấp cái giống chuối tiêu hồng này, tôi cấp cái giống và cái phân theo chỉ định của là như vậy VietGap. Đến thời điểm này, Lào Cai đã có 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản được cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi. Qua thực tế cho thấy, liên kết sản xuất trong trồng trọt tăng nhanh và đạt chất lượng cao. Hiện có khoảng 6.000 ha vùng nguyên liệu có liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp với trên 12.500 hộ nông dân. Ngoài việc thúc đẩy các hoạt động liên kết nội tiêu trong tỉnh, ngành nông nghiệp Lào Cai đã liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố để kết nối đưa các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh đến những thị trường lớn trong nước và xuất khẩu. Nhà nước thì chúng tôi đang hỗ trợ cái việc mà xây dựng bao bì, chỉ dẫn địa lý, rồi chứng nhận sản phẩm an toàn để đủ cái điều kiện để tiếp cận với thị trường để gia tăng cái giá trị sản phẩm. Cần phải tiếp tục hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác thế mạnh tiềm năng ở các địa phương thông qua các chương trình như là mỗi xã một sản phẩm. Thế rồi thông qua cái việc liên kết với các doanh nghiệp hợp tác xã để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa lớn đủ sức cạnh tranh với thị trường. Vấn đề nữa là hỗ trợ bà con tiếp cận các nguồn lực, nhất là nguồn vốn để bà con có điều kiện đầu tư sản xuất. Vấn đề nữa là quan tâm đến hỗ trợ các doanh nghiệp có liên kết với địa phương, với nông dân để tạo điều kiện cho nông nghiệp xây dựng một thị trường ổn định, giúp cho nông dân sản xuất nông nghiệp ở Lào Cai sản xuất rất bền vững. Trong mục tiêu phát triển đến năm 2020, Lào Cai sẽ quy hoạch những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hướng đến việc xây dựng các chuỗi nông sản theo từng vùng, mang đặc trưng riêng của mỗi địa phương. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng của các chuỗi liên kết, đảm bảo cho các chuỗi nông sản được sản xuất tại Lào Cai có được thị trường ổn định và bền vững.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.